Hả? Đấy anh em ạ, máy này nó bị thế đấy các bạn. Nổ ga, nó vù ga lên và... Cái này thì họ bảo là đi sửa ở chỗ nào nó về rồi, nhưng mà sửa nó bảo là... Nó tại buji. Họ thay buji mới vào cũng không nổ được, mà nổ cũng vù ga như thế này. Mình nghĩ không phải tại buji rồi, nó nổ được rồi mà. Giờ chế thì họ rửa hết rồi, nhưng mà nó tự vù ga, nó là nguyên nhân ở chỗ nào nhá. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là do họ rửa chế, nó căn chế sai đấy các bạn ạ. Căn chế sai, căn các lò xo lắc lơ này này, hoặc là cảng ga này nó sai thì các bạn nó mới vù ga ấy. Còn đến mình thì mình sẽ kiểm tra từng chi tiết một cho các bạn xem nhá, nó tại chỗ nào. Mình sẽ nổ chỉnh hai con ốc này, nếu mà không được thì mình sẽ xem lại các lò xo của cảng ga này nhá. Đấy, không được các bạn ạ. Mình vặn ra một ít cũng không được, mà càng thêm mạnh thôi. Nghĩa là chắc là phải tại cảng ga này thì các bạn ạ. Đấy, sai lỗ căn xăng này. Đấy, lúc nào nó cũng ga mạnh về như này, nó nổ lên một phát là nó vù đấy. Mình nghĩ 100% nó tại cảng ga này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ nổ lên và gạt lại cảng ga để thử xem nhá. Nó có bị nó giảm ga hay không nhá. Sợ ngược cho nó. Tay cường. Đấy các bạn ạ, tại họ căn cái cảng ga này sai, lâm ra nó mới vù ga. Bây giờ mình bỏ tay ra nhá. Đấy, mình bỏ tay ra, mình bỏ tay ra nó lại vù ga lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành là chỉnh cái cảng ga này về lúc nào như về lúc mình mua về nhá. Thường thường nhá, khi chúng ta ga cái cần ga này này, ga xuống là nổ to, ăn xăng nhiều, chúng ta gạt lên vào hình con rùa là chậm, ăn xăng ít. Nhưng mà mình ga như thế này, các bạn để ý xem cái điều tốc, cái lắc lơ này nó cảng ga này không chạy đi chạy lại, các bạn xem mình ga nhá. Đấy, nó có nhảy đi nhảy lại đâu. Thợ nó lắp hết rồi nhưng mà lắm lúc nó quên ấy. Nhưng mà cái này nó không nhảy các bạn ạ. Đấy, giờ cái máy này ấy, nghi là buji chết, buji khó nổ chết buji, là không phải đâu, là do cái ga này nó ga ăn nhiều xăng lắm. Mình giật một hai phát không được thì nó xăng nó cung cấp ở vòng đốt ấy nhiều ấy, nó không nổ được, buji không đốt hết được. Nhưng mà khi mình giật mãi nó nổ được thì nó lại vù ga lập tức ngay, nó đang ăn xăng nhiều mà. Đấy, nó đang như này, nó đang ăn xăng nhiều mà. Cái này lỗi là cảng ga này các bạn ạ. Là tại cái lò xo nó cho vào lỗ này này, nó sẽ gạt cái cảng ga này, lúc nào cũng ăn nhiều xăng. Bây giờ trên này ăn xăng nhiều vù ga rồi, bây giờ mình sẽ giảm xuống dưới này nhá. Giảm xuống dưới này là lỗ đầu tiên là nó sẽ ăn ít, và cho lên cao là ăn xăng nhiều xăng lên nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ rút cái lò xo này cho vào dưới là xem nó còn vù ga không nhá. Đấy, cái này họ đã vặn đi chỉnh lại hết rồi. Mình sẽ thử ga nên nó có chạy đi chạy lại không nhá. Đấy, nó phải ga như là chạy đi chạy lại như này này. Đấy. Được rồi các bạn ạ. Đấy, nó phải chạy đi chạy lại một tí như thế này nhá, nó mới điều tốc được xăng đấy. Đấy, vừa nãy thì nó mình ga đi ga lại, nó cứ nằm yên một chỗ như thế này thôi. Nguyên nhân là nó khó nổ, với lại nó vù ga là nguyên nhân ở cảng ga này, họ cho sai lò xo này. Chắc thợ này họ rửa, họ sửa thì họ quên thôi, căn không đúng thôi. Ga to đi một tí, ga ít quá. Đấy, được rồi các bạn ạ. Đấy, mình cho lò xo đúng là như thế đấy. Đấy nhá.
non mà các bạn ạ. Chỉnh nó không đúng thôi. Máy này có lỗi buji rồi, cho nó tại nhớt tại xăng gì đâu cho cái cảng ga này không đều thôi các bạn ạ. Đấy. Đấy nó phải làm điều tốc được nó như này này. Đấy phải chỉnh đồng thời phải chỉnh lò ốc ăn xăng này nhá. Vặn ra là ăn ít, vặn vào là ăn nhiều. Rồi, đấy chỉ đơn giản thế thôi các bạn ạ. Các bạn phải để ý nhá. Lắm lúc mình rửa chế rửa máy móc ấy, nhiều thứ quá lắm lúc mình quên ấy. Các bạn phải để ý nhá. Như thế này thì nó đơn giản thôi. Bây giờ mình đã chỉnh lại hết rồi. Máy này ok rồi. Nhưng mà nhớt mình sẽ thay cho anh ấy nhá. Mình nhớt bẩn lắm rồi các bạn, toàn bột sắt, bột bạc này. Từ lúc mua về được 2 năm rồi. Mà băm sắn được 5 tấn khô. Tính nhiều quá rồi đấy các bạn ạ. Không dùng được nữa rồi nhớt đấy. Đây, động cơ xăng thì chúng ta cho nhớt xăng vào thôi. Là nhớt Honda cao cấp ấy. Lắp ẩn ca. Bắt lô hoàn không. Rồi.